xuất hiện cùng hàng loạt mẫu xe trong sự kiện Mercedes-Benz Fascination 2016, sói đầu đàn trong các dòng xe thể thao của Mercedes-AMG, chiếc CLA45 Formatic cũng đã có mặt. Kích thước tổng thể của CLA45-AMG Formatic dài 4.691mm, rộng 1.777mm và cao 1.416mm, chiều dài trục cơ sở 2.700mm, tạo nên một không gian rộng rãi cho hàng ghế phía sau. Không chỉ có sức mạnh ấn tượng, xe còn có chỉ số khí động học đáng nể 0,23 CD. Để đạt được điều này, những kỹ sư của Mercedes-Benz đã nghiên cứu khá kỹ càng và đưa ra những thiết kế tối ưu nhất, thể hiện trụ cột A hạ thấp, kính chiếu hậu và bộ bánh xe lướt gió. Thiết kế ngoại thất của Mercedes-Benz CLA45-AMG Formatic khá bắt mắt với cản trước mang phong cách thể thao AMG, nẹp hốc hút gió màu đen, lưới tản nhiệt hai nan AMG màu xám titan với logo ngôi sao ba cánh ở giữa, ốp sườn xe kiểu thể thao AMG với nẹp màu xám titan, mâm xe thể thao AMG 18 inch thiết kế 5 chấu kép, hệ thống xả với hai ống xả kép mạ chrome cùng cửa sổ trời panorama chỉnh điện. Nội thất xe gây chú ý với bảng đồng hồ AMG dạng hai ống với màn hình màu 4,5 inch, tay lái thể thao 3 chấu bọc da Nappa với đường chỉ trang trí tương phản màu đỏ, ghế thiết kế thể thao có dây an toàn Designo màu đỏ, hệ thống điều hòa khí hậu, hệ thống sưởi cho hàng ghế trước và nhiều tính năng khác. Mercedes-AMG CLA45 Formatic được trang bị động cơ tăng áp 2.0 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 360 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn 450 Nm tại giải vòng tua từ 2.250 tới 5.000 vòng 1 phút, đi kèm hộp số tự động 7 cấp thể thao AMG SpeedShift DCT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Formatic. Với khối sức mạnh trên, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Theo công bố của nhà sản xuất, lượng khí thải CO2 là 161 g trên 1 km và mức tiêu thụ trung bình là 6,9 đến 7,1 lít cho 100 km. Giá của Mercedes-AMG CLA45 Formatic tại thị trường Việt Nam là 2 tỷ 279 triệu đồng.